Hello cả nhà, chào cả nhà. Cảm ơn trở lại cái kênh của Andy. Bữa nay chiếc xe này nó mới ra cả nhà ơi, nó mới ra kiểu mới luôn, là xe điện á, nửa hybrid với nửa điện, là cũng như là hybrid tiếng Việt Nam không biết sao á, mà nửa hybrid nửa điện nó kêu bằng 2024 RX 450H Plus, là nửa hybrid nửa điện á cả nhà. Xe này có cắm điện á, thì cái này là 2024 Lexus 450H Plus là xe điện á cả nhà. Cả nhà mua chiếc này, kể chiếc này nó mới ra cỡ một tuần à. 2024 Lexus 450 Hybrid Plus á cả nhà. Là cả nhà mua chiếc xe này nó rất là tiện để dành xăng, với nếu nó chạy nửa hybrid với nửa điện đó, thì điện á, là cả nhà, nếu mà cả nhà gắm điện vô trong cara đó, nó kêu bằng 240 á, là ngay cái washing machine với cái dry machine á, là 240, thì cỡ nếu mà chặt điện á, thì cỡ một đêm á, là cỡ 5-6 tiếng. Nếu mà cả nhà chạc 120 á, ở trong cái cara mà trong cái wall á, thì nó 7-8 tiếng. Thì nguyên một đêm ngủ mình sáng dậy là mình chạc á, là mình có đầy điện, bày bình điện để mình đi làm, đi nọ. Thì Andy giới thiệu cho cả nhà, nếu mà cả nhà muốn mua xe mà rất là tuyệt vời á, là cũng như là xe Lexus nó rất là an toàn, nó rất là không có hư, nó reliable, tiếng Mỹ nó kêu bằng reliable là xe nó rất là bền, không có hư cả nhà. Thì xe này á rất là đẹp, kể chiếc này á, nhiều người Việt Nam với người Mỹ á, người ta cũng chờ chiếc xe này ra rồi. Cái này nó kêu bằng 2024 Lexus RX 450 Hybrid, với có chữ cộng vô là cái chữ plus á, có cái cộng á là nó rất là đẹp, mới ra một tuần rồi cả nhà. Thì hàng là kể cái này hồi trước nó cũng ra 2 năm trước, mà cái đó là kiểu khác, mà bây giờ cái này 2024 là cái này là kiểu mới luôn, mới ra lò luôn cả nhà ơi. Xe này rất là an toàn, với nổi tiếng với bền, không có hư. Thì xe Đức á, thì nó hư nhiều lắm cả nhà hiểu không. Thì xe Lexus á, nó rất là bền, không có nhức đầu, thì mình giới thiệu cho cả nhà luôn. Thì cái này á, nó rất là đẹp cả nhà. Nếu mà cả nhà ở quận Cam hay là cả nhà ở trong nước Mỹ á, ở Cali á, cả nhà muốn mua xe này á, mình có thể bán cho cả nhà. Mình là internet manager cả nhà ơi, mình là Andy Ngô, mình làm ở Lexus Cerrito á cả nhà. Thì bữa nay mình giới thiệu cho cả nhà, xe này rất là đẹp, để Việt Nam mình người ta thích Lexus, biết không? Mà Lexus bây giờ ở trên nước Mỹ, ở dưới Cali á, ở Los á, là chiếc xe này là ở trên cái JD Power mình là number one. Mình thắng Mercedes, mình thắng BMW, mình thắng hết. Chiếc xe này Lexus nó rất là đẹp, rất là bền. Mua giá rất là đáng. Kệ, nếu mà cả nhà mua một cái chiếc xe mà không có nhức đầu, mà không có hư á, xài 20-30 năm á, mà không có nhức đầu, không có gì á, thì nó rất là ăn cái tiền, nó rất là tiện cái tiền. Thì bây giờ mình sẽ show cái nhà, cho cái nhà xem, mình quay vòng cho cái nhà coi. Xe này nó mới ra lò cả nhà ơi, nó kêu bằng xe điện á, nó cũng là nửa điện với nửa hybrid đó cả nhà. Thì mình giới thiệu cho cái nhà luôn, mình làm cái nghề này 34 năm rồi cả nhà ơi. 1988 mình đã làm bán Toyota rồi, mình bán tất cả hết xe Mercedes nè, mình bán BMW nè, mình bán Porsche nè, mình bán Lexus, mình bán Toyota, Honda, mình bán tất cả hết rồi. Mà bữa nay mình á, Andy á, là sẽ chia sẻ cho cái nhà này cái xe này nó rất là đáng cái đồng tiền để mua chiếc xe để về cho cái nhà là đi làm việc, đi chợ. Nó rất là đẹp, rất là sang trọng, nó rất là sang, rất là tốt. Thì cả nhà cho cả nhà xem luôn nha, và chiếu cho cả nhà
chiếc xe này nó rất là nổi tiếng ở trên Cali. Ok, mình ở Nam Cali cả nhà, mình không phải ở miền Bắc Cali, mình ở Nam Cali. Cái thành phố đây là Cerrito, là cũng là belong to ở dưới lót đó cả nhà. Bây giờ mình chiếu cho cả nhà xe này nó làm sao nha. Ok cả nhà, enjoy cái video nha cả nhà. Ok, chờ một chút nha. Hello cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ cho chiếu cho cái nhà cái xe Lexus này 2024. Cái này nó kêu bằng plug-in hybrid đó cả nhà, plug-in hybrid. Cái này là all-wheel drive, cái này là 4 máy turbo nha. Cái này 304 horsepower là cái mạnh á. Ok, bây giờ rất cái máy này nó rất là êm. Cả nhà thấy không? Cái máy này ở đây á, Lexus á, nó là anh hai của Toyota đó, mà nó là rất là sang trọng, nó không phải Toyota mà nó rất là sang, nó rất là bền. Đó, máy này rất là êm cả nhà ơi. Cái này là xe plug in, xe điện á cả nhà. Xe điện với hybrid. Vậy bây giờ xăng rất là mắc cả nhà ơi. Nó rất là mắc. Thì xe này á Lexus nó chế nhà 2024. Lexus plug in 450 plug in hybrid. Thì chiếc xe này nó là 304 là horsepower cả nhà. Cái mạnh á thì nó chạy rất là 4 máy nha. Cái này là 4 máy turbo cả nhà. Rất Lexus nó build cái xe này nó rất là êm, rất là an toàn. Với sóng dai, cũng như là sóng dai tiếng Mỹ nó kêu bằng reliable quá cả nhà. Rất là an toàn. Thì cái xe này nó nổi tiếng nguyên một cái nước Mỹ luôn cả nhà. Xe này mới ra lò thì 2024. Nó kêu bằng plug-in hybrid 450 á, hybrid plus á cả nhà. Nó rất là đẹp. Ok, bây giờ mình cho cả nhà coi cái máy này nó rất là êm. Cái gì cũng đây là bằng điện nha cả nhà. Bằng điện với bằng xăng. Có điện, có xăng, có hybrid luôn. Đó, bây giờ mình chia sẻ cho cả nhà cái máy này. Lexus mới ra lò rất là nổi tiếng. Nếu mà cả nhà mua xe, đi mua xe trước khi đi mua xe Đức hoặc là bất cứ là mua xe gì á, suy nghĩ lại kỹ. Cái Lexus mình mới ra chiếc xe này rất là số 1 ở trên JD Power cả nhà, trên cái xe điện ở trên nước Mỹ á, số 1 đó. Bây giờ mình chia sẻ cho cả nhà luôn, cái máy nó rất là in, xài 20 năm không có hư đó. Bây giờ mình Lexus nó rất là sang, nó rất là an toàn, nó rất là reliable. Thì giờ mình chiếu cho cái nhà coi chiếc xe này nó rất là đẹp, rất là trị giá tiền mua đó. Thì giờ mình bây giờ mình quay cho cái nhà nguyên một chiếc xe nó rất là sang nha cái nhà, rất là đẹp. Ok, bây giờ mình đóng cửa nha. Đó, không bây giờ cái này không, nó bây giờ nó không có cây nữa. Bây giờ chỉ mình kéo lên kéo xuống là xe này mới ra lò nha. Đó, bây giờ đóng nè cả nhà. Đó, đóng rồi. Nó cái này á, nó còn cái giấy đó cả nhà, nó mới xe này mới vô à, nó còn cái bao quá để nó để bảo vệ chiếc xe không có bị đá, không có bị chày á. Xe này mới vô dealer của mình nha. Đó, mình làm ở đây là AutoNation là bự nhất ở nước Mỹ. Mà AutoNation mình có 400 cái dealership tất cả hết luôn. Mình có AutoNation là cái công ty cái nhà, nó mua 400 cái dealership ở nguyên một nước Mỹ luôn. Mình có Mercedes, mình có BMW, mình có Lexus, mình có Toyota, tất cả nhiều lắm cả nhà. Thì Lexus bây giờ là number one bán xe điện là number one đó cả nhà. Mình biết tất cả hết luôn. Mà nếu mà cả nhà mua xe mà bằng điện mà muốn plug in á, lại thăm Andy đi, lại thăm Andy hoặc là gọi Andy sẽ bán một cái giá rất là đặc biệt. Cái xe này nó rất là nổi tiếng, rất là bền đó. Thì cho cái nhà, nói cho cái nhà xem nha. Mình làm cái nghề bán buôn bán xe này là 34 năm rồi cả nhà. 18 tuổi tới giờ đó, bây giờ mình 53 tuổi, mình bán xe là 18 tuổi tới giờ đó. Bây giờ mình chiếu cho cái nhà chiếc xe này để ở trong ở ngoài cho cái nhà xem, để cái nhà biết chiếc xe nào bây giờ là bền nhất hay là tốt nhất hay là đẹp nhất, sang nhất ha. Mình thắng hết rồi nha cái nhà. Bây giờ chiếu nha. Cảm ơn cái nhà coi cái video này nha. Enjoy nha cái nhà. Chào chúc ha.
Rồi cả nhà ơi, giờ mà bắt đầu mình để quay một chiếc xe ở ngoài với ở trong cho cả nhà xem nha. Để cả nhà để đi mua xe rất là xe Lexus 2024 OX 450 plug-in với hybrid nha. Cái này là plus, nó là xe điện á, nó nửa hybrid với nửa gas với nửa điện nha cả nhà. Thì giờ chiếu cho cả nhà xem nha. Nếu mà có câu hỏi cái gì nói gọi Andy nha, 626-988-3785. Cái điện thoại của Andy là 626-988-3785. Ok, Andy làm cho Lexus Sorido á, là cái AutoNation, cái Lexus bây giờ là mình hàng nhiều nhất ở nước Mỹ, mình hàng nhiều nhất, mình lớn nhiều nhất cả nhà, mình lớn nhất đó. Bây giờ mình chiếu cho ở trong cái quà cho cả nhà xem, cả nhà enjoy nha cả nhà. Đó cả nhà ơi, xe này á, rất là sang, rất là đẹp, rất là giá nó giá cái này có giá trị lắm cả nhà ơi. Đó, ở ngoài nè rất là đẹp, rất là sang, thấy không cả nhà, thấy không? Đó, cái bánh xe nó rất, cái rim này á, cái này là luxury package nha cả nhà, nó rất là đẹp, cái này là luxury nha. Đó, cái này là màu gray nha cả nhà, nó rất là đẹp, thấy không? Đó, sang lắm cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp cả nhà, mình cho cả nhà xem luôn. Nếu mà cả nhà trước khi mà mua Mercedes hoặc là BMW á, suy nghĩ kỹ đi, chiếc này nó rất là sang. Trời ơi, cái này 2023 là kiểu mới đó cả nhà. Cái này là kiểu mới á, cái này là LED light nè cả nhà. Cái đèn này là LED light nè, không có gì bị bể bóng đèn nhanh đâu. Đó, cái này nó kêu bằng OX 450 H Plus, là nó nửa hybrid với nửa điện á cả nhà. Rồi có xăng luôn. Đó. Thì giờ mình mở nè, nó tự động mở lên nè cả nhà. Đó, thấy không? Rất là sang nha. Ở trong này nó có đồ cover luôn á. Nó có cái cover để nếu mà cả nhà mua cái gì á mà rất là mắc, cái nhà giấu trong này cái cover để đóng cửa lại là không có ai thấy được. Đó, nó có cái cover nha. Cái này là hàng mới nha cả nhà. Nổi tiếng lắm á xe này á. Ở đây là có cái miếng thảm, ở đây là có cái first aid kit, là có trong đó có nếu mà có chuyện gì tai nạn á thì xe này nó có. Ở đây nó có hai cái nút này là để để cái ghế chính ở ngoài sau này xuống nè cả nhà. Hai cái ghế nó tự động nha. Đó. Thấy không? Bấm cái này là ghế tự động nó xuống á. Rồi ở trong này á là có cái dây điện để mình chạc điện á. Cái này là chạc điện nha cả nhà. Đó, để mình mở ra cho cả nhà xem luôn. Nè, điện nè cả nhà. Cái dây điện này chờ một chút ha. Đó, dây điện nè cả nhà. Ở trong này á nó có một cái dây điện để mình sạc điện. Đó, mình đi giờ xăng mắc lắm cả nhà ơi. Cái này điện có, cái này là nó khâm, nó lại nó bao chiếc, ở trong này có cái dây điện nó vô chiếc xe luôn nha. Rồi ở đây á là có mấy cái bánh xe, cái bể bánh xe đó. Thì nếu mà cả nhà bể bánh xe cả nhà bơm được. Đó, rồi trong này nó có cục vít nè. Nó có đầy đủ cái thu nữa nè cả nhà. Ở đây đó mình để đồ được, thấy không? Thì ở trong này á, trong này thì nó có đồ ở trong này mà mở ra không được. Đó, rất là Lexus, nó rất là nổi tiếng nha cả nhà. Rất là đi giờ săn mắt lắm cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp nha. Đó. Đó, đi giờ thấy không? Cả nhà thấy không? Rất là đẹp, rất là đẹp. Ở ngoài sau này á là nó có cái mấy cái sensor backup ở cả nhà. Nếu mà cái backup ở cả nhà ở ngoài nít rồi đứng ngoài sau này á, nó kêu bíp 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 để an toàn. Ok. Rồi cái này là kiểu mới nè cả nhà. Cái này nó, mấy cái này nó làm kiểu nó rất là đẹp. Đó. Rồi cái màu này là màu gray. Rồi rất là đẹp, thấy không? Rồi ở dưới đây á là nó không có ống bô nha cái này. Cái này điện nó không có ống bô nha. Đó, thấy không? Rất là đẹp. Bây giờ mình bấm cái nút này là đóng cái ống cửa lại nè. Tự động cả nhà. Ở bên sau này nó có cái camera ở đây nữa nè cả nhà. Đó, thấy không? Rất là đẹp nha cả nhà. Bây giờ mình mở cửa cho cả nhà xem nha. Ở đây là có cái này luxury package cả nhà. Nó có hai màu, một màu y chang mà cái này nó rất là sang. Nó không phải là bằng nhựa nha.
Cái này nó có một màu luôn nha. Rồi cái ghế của nó nè, bây giờ mình mở cửa cho cả nhà xem nè. Đó, cái này là mình tự động mở luôn. Mình đút cái tay vô á là mở, rồi cái mình khóa lại là bấm cái này nè cả nhà. Nó rất là ăn, rất là đẹp. Ở trong này nè cả nhà, cái này là bên passenger. Ở bên passenger á, nó cũng có ghế tự động luôn nha cả nhà. Nó có lumbar là massage cho nha, lumbar nha. Đó, rồi ở đây á, nó có máy mùa lạnh á. Rồi nó có máy heat nha cả nhà. Đó, ghế là da 100% luôn cả nhà, rất là đẹp nha. Kể cái này nó có cái bao, cái này hàng mới vô đó. Thì nó có bao lại, nó hỏi cho dơ. Thì ở trên này nó có panorama. Panorama roof ở cái nhà là bằng kính á, là một cái sunroof là nó ra chậm lắm, mình mở cho cả nhà xem. Đó, panorama nha, chỉ có luxury package nó có panorama nha cả nhà. Thì ở đây á là cái screen này đó, touchscreen. Touchscreen nó rất là đẹp, touchscreen này cả nhà, 14 mình touchscreen luôn á, 14 á là bự nhất á. Biết không? Thì ở đây á là mấy cái kiểu mới nha cả nhà. Đó, kiểu mới là bây giờ đó. Thì ở đây mình mở trong cho cả nhà xem nè. Ở đây là để đồ nè, đổ đạc nè cả nhà. Đó, đó. Thì cái chìa khóa nó vậy nè, rất là đẹp nha cả nhà. Chìa khóa nó vậy nè, Lexus rất là sang nha. Xài bao nhiều năm lắm đó cả nhà. Ở đây là mình chạc điện thoại luôn. Ở đây nếu mà cả nhà có điện thoại iPhone hay là Android hay là Samsung gì đó, không cần dây điện, mình chạc cái đó luôn. Đó, nó có đèn lên thấy không? Để cái điện thoại đó chạc luôn để mình đang cầm điện thoại đó. Đó, ở trong này á nó cũng có đồ để sách vở hay là để tùm lum đồ giấy tờ trong này. Thấy không? Thì đây nó cũng có cái này, nó là cái này nó bằng da nha cả nhà, bằng da với material nha. Nó làm rất là sang, cái này là Mark Levinson là surround sound đó cả nhà, rất là nổi tiếng nha. Cái này top the line có Mark Levinson ở đây luôn nè. Cái này speaker cả nhà. Cái Lexus mình design là rất là đẹp nha. Đó, thấy không? Cái này mở cửa là bấm nha, chỉ bấm thôi, bây giờ nó làm rất là tiện. Ở đây nó 1 2 3 nè. Cái này memory seat ở bên passenger cũng có một memory seat nè cả nhà. Mình chỉnh ghế đó, mình để số 1 là mình 1, cái mình vô cái mình chỉnh cái ghế bên passenger ở đây nè. Thì mình chỉnh có 3 người, thì mình chỉnh 1 là cái người đầu tiên, cái người thứ hai, cái người thứ ba. Thì mình set đây là mình chỉnh cái ghế của mình ở passenger luôn á cả nhà. Thấy không? Thấy không đẹp không nha cả nhà? Ở đây á là cái sticker MSRP của Lexus. Chiếc này á không biết cả nhà thấy được không? Cái này là 2024. Nó kêu vào 2024 All-Wheel Drive Luxury Package. Nó kêu bằng chiếc này á là 2.5 4 máy Plug-in Hybrid Electric Engine with 304 Horsepower Total. Đó, nó rất là đẹp nha cả nhà. Thì mấy cái này á, cái này điện với cái xăng á, điện với xăng là 83 mai là đang chạy luôn á. Cái này là xăng nha, 35 nha. Thì nó rất là một năm á, cả nhà để đằng 3.500 nha, để dành hạ tiện đó. Thì ở đây á là nó có factory option nè cả nhà, nó có đầy đủ hết luôn, thấy không? Thì cái giá là 75.630 đồng đó, rất là rẻ cả nhà, còn rẻ hơn Mercedes với rẻ hơn BMW nữa. Ở ngoài sau này á nó cũng có mấy cái sunsheet để che nắng cả nhà, đó mình để lên nè, thấy không? Nó rất là đẹp nha. Ở đây ở ngoài sau này cũng có cái surround sound Mark Levinson là cái hiệu này cao nhất á. Đó, cao nhất á cả nhà. Mình chế ra rất là đẹp nha Lexus nha. Ở ngoài sau này cũng có mấy ghế, nó có ghế máy nóng để mùa lạnh nó nóng quá, cái đít mình nóng, cái đít mình lạnh á, nó sẽ làm cái đít mình ấm. Đó, thấy không? Ghế là ghế da nha cả nhà. Ở trong này là da 100% luôn nha. Ở đây cũng có chỉnh được nè cả nhà. Ở đây cũng có nóng với máy lạnh, ghế rồi có quạt rồi đầy đủ hết nha. Rồi có temperature nữa nha cả nhà. Thì giờ mình cho cả nhà xem thôi. Ở trên này là cái panorama nó chậm, mình mở cho cả nhà xem. Đó, trong này rất là rộng, rất là đẹp với sang. Đó, giờ mình đóng cửa nha. Đó, cái kiến này cũng để Lexus nữa nè cả nhà. Kiến Lexus nha, không phải là kiến giỡn nha cả nhà. Kiến này kiếm kính Lexus nha. Rồi ở đây có privacy glass nữa cả nhà.
đó, nó rất là đẹp. Giờ mình đóng cửa này đi để mình cho cả nhà xem. Ở đây blind spot nè, cái này nè, cái này nếu mà đèn màu vàng nó nổi lên á thì già đừng có quẹo phở nha, để bị đụng á. Cái này nó ăn, nó cho mình biết là nó warn mình là an toàn đó cả nhà. Đừng, nếu mà đèn lên đừng có quẹo phải là được rồi. Đó, rất là đẹp. Đó, bây giờ cho mình coi cả nhà coi nè. Cái size nó rất là sang, rất là đẹp. Đó, xe này nó rất là nổi tiếng cả nhà, bằng điện với bằng hybrid với bằng xăng á, đó thấy không? Rất là đẹp cả nhà. Cái này hàng này mới vô. Hàng mới đó cả nhà. Đó. Bây giờ mình qua cái driver seat để mình chiếu cho cả nhà xem ha. Ok, rất là đẹp nha cả nhà. Cái rim của này là luxury rim nè cả nhà. Rất là đẹp, rất là sang. Thấy không? Ở đây á, mình quên nói, ở ngoài đây nó có 5 cái camera ở đây nè cả nhà. Ở đây một cái camera dưới đây á, thì một chiếc xe luôn á thì nó có 5 cái camera. Thì nó có kia bằng 360 camera đó. Cái đó một cái ở đó kìa, ở trên cái cửa sổ một cái. Ở đây, ở dưới đây. Thấy không? Cả nhà thấy không? Ở đây một cái, hai cái. Là hai cái kiến ở đây á, hai cái kiến sai á, ba cái, ở bên kia bốn cái, ở sau là năm cái. Đó. Mình safety lắm nha cả nhà. Cái xe này an toàn lắm á. Thì ở trên nước Mỹ, trên JD Power á, là xe này 100% là số 1 luôn. Mình thắng hết luôn. Thì cái này á, là mình chế bên Nhật 100% luôn nha cả nhà. Ở bên Nhật á, cái source parts á, là 100% nha, assembly bên Nhật luôn nha. Đó, cho cả nhà xem nha. Thì ở trong này là ở bên cái driver, cái tài xế. Đó, cái cửa này rất là đẹp. Ở đây là Mark Levinson là top the line luôn á, là vô cả nhà. Cái mấy cái tiếng động á cao nhất, còn hơn Bose nữa đó. Đó, đây là cái ghế của driver này cả nhà, có size airbag nữa nha. Nếu mà đụng á bên cửa này á thì cái bao airbag này nó bung ra để nó bảo vệ mình ở bên mình tới trái, ở bên cái người của mình để mình không có bị thương. Đó, coi nè cả nhà, rất đẹp nha. Mấy cái này là paddle shift nè cả nhà. Paddle shift là mình chạy được manual luôn á, để được số tay luôn á cả nhà. Đó, Lexus chế rất là đẹp. Giờ mình vô mình chiếu cho cả nhà xem nha. Đó, mình ngồi nha. Ở đây là cái tilt wheel á, là ta lái tự động nha cả nhà, chạy ra chạy vô chạy lên chạy xuống. Thấy không? Mình bấm cái này á. Mình bấm cái này á chạy lên chạy xuống nha. Đó, thấy không? Chạy lên. Là cái này á, nó cũng có daytime running light automatic luôn nè cả nhà. Thì ở đây nó cũng có mở cửa ở ngoài sau á, cái trunk á. Thì ở đây là xăng nè. Ok. Mấy cái nút này nó rất là dễ sử dụng. Ở dưới đây á là cái ga với cái thắng. Ở đây là mở cái trunk đây nè cả nhà, mở cái trunk. Thì cái ghế này tự động nha. Cái này da thiệt nha cả nhà. Cái này nó có lazy boy nè cả nhà. Cũng như cái sofa lazy boy đó, mình bấm cái này phải không? Thì cái này nó ra vô để cái chân mình dài hoặc là mình muốn relax á, nó chạy ra vô thấy không? Rất là đẹp nha. Cái này là có máy lạnh, có máy nóng nha cả nhà. Đó, kệ xe này nó có cái bao kệ hàng mới vô đó nha, mình lấy ra không được, xin lỗi nha, thông cảm nha. Thì ở đây mình cũng mở đồ được nè cả nhà, thấy không, hai bên luôn. Đó, cái này là mình chỉ bấm park thì mình bấm cái P vậy thôi à. Rồi cái mình đẹp lùi mình để cái O. Rồi nếu mà mình chạy mình để cái D, cái D. Ok, cái này là cái park nè, handbrake nè cả nhà. Thì chiếc này nó có đầy đủ hết cả nhà ơi, nó có hard drive và checking nữa nha cả nhà. EV á là mình chạy 1-15 mile á thì nó hạ tiện điện nha. Đó. Thì ở đây thì nó có USB rồi có i, nó có mấy cái đồ chạc điện thoại mình đó. Thì wireless chạc nè cả nhà, mà iPhone hay là Samsung mình để ở đây không cần giấy. Cái này là cái touch screen nha cả nhà, touch screen nè. Mà 14 inch á, cái này là 14 inch đó cả nhà. Có temperature nó có đầy đủ hết. Nó có ghế nóng nè, ghế máy lạnh nè, ghế quạt máy nè, cái tay lái nè, tay lái là có heater luôn nha. Có bằng mùa lạnh á,
cả nhà mở hết á, rồi tay lái luôn nha. Thì ở đây nè cả nhà, thấy không, ở đây nè, thấy không đó. Thì ở trong này nó rất là đẹp, cái nhà chế không, Lexus chế rất là đẹp nha cả nhà. Đó bây giờ mình sử dụng nè, thấy không, mình sử dụng cho cả nhà xem đó. Thôi đi, mình giờ mình sử dụng đó. Ở trên kia kia cái ta lái này mình có, mình mở nhạc lớn nhạc nhỏ, rồi mình xem cái radio, rồi mình có làm đầy đủ hết luôn. Cái nhà định mua chiếc này, cái nhà rất là happy, vui lòng. Cái này nó Lexus, nó có city nha nhà. Nếu mà cả nhà bấm cái này on á, thì nếu mà cả nhà mà chạy đi La Vegas á, nếu mà không muốn đạp ga đó, thì cái nhà set cái cruise control á, thì nếu mà nó chạy, nó giống như chiếc xe đằng trước á, sang đằng trước mà nó thắng thì chiếc xe này tự động nó thắng, mình không cần đạp thắng. Thì nếu mà chiếc xe mà ở đằng trước nó lách qua thì xe này nó chạy lên thì nó an toàn nha. Cái này nó kêu bằng laser cruise control á. Thì ở đây á là cái Lexus Lane, là cũng như là cái này, nếu mà cả nhà buồn ngủ mà chạy freeway á, buồn ngủ á, rồi nó xe nó chạy qua cái lane, nó kêu bụp, mình cán cái lane á ở trên freeway hoặc là trong đường trong á, thì nó sẽ hiện ở trên này, nó hiện lên là cả nhà đang cán cái lane, thì nó cho cả nhà biết là an toàn. Cả nhà hiểu không? Đó. Thì cái này là off and on, cái này power để tắt máy với nổ máy nè, đây cái này nè nha. Cái này là cái nhìn về sau đó, thì cái nhà cái việc bấm ở đây nè, kéo cái này xuống thì nó cũng hiện lên cái này. Nhiều người thích cái này lắm nha cả nhà, đó mình thấy về sau luôn. Nếu mà cái nhà không muốn cái này á, cái nhà chỉ kéo lại, thấy không? Đó. Xe này nó rất là đẹp. Bây giờ mình mở cửa sổ xuống cho cả nhà xem nè, đó, cửa sổ đang mở cái sunroof nè. Đó, sunroof nó đang chạy đó cả nhà. Thấy không? Mình mở đi. Hả? Đó, đây mình mở nè, thấy không? Đó, cái này nó kêu bằng panoramic roof nha cả nhà, đó. Nó rất là đẹp, thấy không? Nó dài lắm á, nguyên một chiếc xe luôn á cả nhà. Chỉ có luxury package mới có panorama nha cả nhà. Nếu mà cái package dởm nó không có đâu nha. Nếu mà cái package cũng như là premium nó không có đâu nha. Chỉ có luxury mới có nha. Hiểu không? Thì ở đây nó có cái SOS, cũng như là mình hết xăng là bể bánh xe gì, mình bấm cái này là người ta để cứu mình. Cái này roadside system đó cả nhà, người ta sẽ giúp mình. Đó. Lexus nó chế rất là đẹp, rất là sang, rất là đáng cái giá tiền. Thấy không? Đó. Rất là đẹp nha cả nhà. Cái cửa này chỉ bấm thôi, cái này kiểu mới nè cả nhà. 2023 nó đổi kiểu đó. Thì cái này là surround sound Mark Levinson, cái hiệu này là cao nhất, tốt nhất, với bền nhất. Đó. Ờ, Lexus rất là đẹp nha. Để vào sau này cũng cái này là bên tay trái. Đó, nó cũng có mấy cái sunshade nè, cái này mình kéo cái màn lên á để mình hỏi nắng. Mấy người ngoài sau á, người ta ngồi người ta hỏi nắng. Có cái lưới á, cái này nó kêu bằng cái lưới á cả nhà. Đó, cái ghế ngoài sau nó cũng có Mark Levinson surround sound luôn. Ôi, nó chế rất là tiện. Chỉ ngoài sau mấy người ta ra cửa người ta chỉ bấm cái này thôi, không phải là kéo nha. Bấm nha, bấm mà mở cửa. Ở ngoài sau này nó cũng có máy heat, máy nóng rồi máy lạnh. Máy quạt máy cũng có luôn cả nhà. Thì cái này xe mới vô á thì mình bao lại cho hỏi dơ. Cái này da thiệt nha cả nhà. Đó, rất là đẹp nha, thấy không? Cả nhà thấy không? Xe rất là sang trọng, rất là đẹp. Mua chiếc xe này rất là đáng tiền. Đó. Rồi cái này á là xăng nè cả nhà, mình mở xăng cho cả nhà xem. Cái này mình bấm xăng. Đó, xăng nó mở. Thấy không? Xăng mở rất là tiện nha. Đó, cái nhà coi nè. Đó, thấy không? Rất là đẹp nha. Trước khi cái nhà mua cái gì á, cái nhà mua xe Đức á, cái nhà suy nghĩ lại 100%. Kệ xe Lexus á, nó rất là sang, rất là bền. Cái nó không có rớt giá trị. Nếu mà cả nhà xài 10 năm rồi cả nhà bán lại á là cũng được còn giá trị tiền. Cả nhà hiểu không? Còn giá trị tiền. Ở bên này có hai cái nha cả nhà. Ở bên phải cũng có mở luôn nha. Cái này là plug in nè cả nhà, cái này là điện đó cả nhà. Đó, cái này xài điện á. Thấy không? Nó rất là an toàn. Ở bên trái là xăng, ở bên phải là điện. Đó. Cái này là LED light nha cả nhà. Cái bóng đèn này không, ở trong này không có dễ cháy nha.
nó kêu bằng LED á cả nhà, 20 năm á, không cháy á cả nhà, rất là đẹp nha. Đó, thấy không cả nhà, xe này là xe màu gray á cả nhà, rất là sang trọng. Cái đèn này trước cái này á là high performance, ban đêm nó màu trắng nha, nó rất, coi nè cả nhà, nó rất là đẹp. Ở trong này 1, 2, 3 nó là high performance lights á, high performance nighttime light ở cả nhà, daytime với running light luôn nha. Ở đây là có cái xe mà nó có cái hiệu Lexus luôn nha, hàng tốt nó mới có Lexus nha cả nhà, hàng cao cũng như là luxury package nó mới có chữ Lexus ở đây nha. Ở đây á là thợ máy người ta mở cái này ra, người ta thay mấy cái bóng điện, là nếu mà có gì hư người ta mở cái này ra. Thì ở đằng trước á thì nó có sensor luôn, mấy cái này, nếu mà con nít mà đứng ở đây á, đằng trước xe á, thì cái xe nó sẽ chiếu cái người mà đứng trước để nó không cán cái nhà, thì nó sẽ ở trong cái xe nó thì để warning, nó kêu bíp 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 để mình không có cán người ta. Xe Lexus mình chế rất là an toàn. Rồi cái ở đằng trước này á, cái grill này á cả nhà, nó rất là sporty, nó rất là sang, nó là luxury package mà cả nhà. Lexus chế rất là đẹp nha cả nhà. Đó, rồi cái hiệu Lexus nè cả nhà, nếu mà cả nhà mua xe á, cả nhà suy nghĩ lại nha. Lexus là rất, cái này là điện nha, để hạ tiện tiền nha cả nhà. Bây giờ xăng là rất là mắc, thấy không? Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Nếu mà có câu hỏi gì á, gọi Andy nha, Andy sẽ trả lời cho anh nghe. Đi làm cái nghề này 30 mấy năm rồi, bán Lexus cũng 20 năm rồi cả nhà ơi. Mình bán cho chị em mình, gia đình, bà con, mình bán tất cả hết luôn á, thấy không? Rất là đẹp nha. Ở ngoài sau nè, bánh xe nè, trời ơi, cả nhà muốn gì nữa? Xe này thắng Mercedes luôn á. Đó, thấy không, cái nhà nó tự động mở, thấy không? Rồi cái này che để mình mua cái gì, mình mua cái gì mất tiền á, mình để trong này cũng được. Rồi có cái mấy cái này mình cột lại thay đeo á. Ở ngoài sau mình, nếu mà mình muốn phu cái ghế ở đây xuống á cả nhà, để xuống á, thì bấm cái này nó tự động nó cái ghế nó sẽ bật xuống. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Hy vọng cái nhà mua xe Lexus Andy nha. Đó, bấm cái này nó tự động nó đóng cửa. Ở ngoài sau này có một cái camera nữa nè cả nhà. Thì cái xe này nó có 5 cái camera nha, nó có 360 nữa nha. Để mình cho cả nhà xem nha. Đó, rất là đẹp. Ở trên này cái panorama nè cả nhà, panorama roof nè, đó, thấy không? Nó rất là đẹp nha. Đó, giờ mình cho cả nhà xem nha. Và mình lui, mình để bấm cái 360 nha. Mình để lui á, là cả nhà thấy nó 360 nha. Nó có 2 cái camera luôn á, 5 cái camera luôn á. Đó, mình để lui phải không? Thì ở đây mình thấy nguyên một dọc ở ngoài sòng dọc, ở ngoài tròn tròn của mình nè, thấy không? Tôi nó kêu bằng 360 á, cái này là cái lui, cái này ram camera lui, cái này á là 360, mình thấy hết nguyên xung quanh của mình á. Đó, mình để đây, mình để cái chữ lui nè, thấy không? Ở đây có 2 cái cup holder. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, rất là sang nha. Ở trên này có panorama nè, thấy không? Panorama roof á cả nhà. Bây giờ mình bấm cái này nè. Thì mình đóng cửa đi. Đó, cho cả nhà xem nè, thấy không? Mình bấm park nha. À, chiếc xe nó ngừng rồi á. Thì mình bây giờ mình sẽ dụng, mình đóng cái sunroof nó lại. Đó, nó chạy vô nè cả nhà. Giờ này mình đóng cái này luôn. Đó, bây giờ thì cái này nó rất là đẹp. Xe này rất là đẹp. Cái này touch screen nha cả nhà. Cái này mình đụng nó touch screen nha. Thì giờ mình sẽ có cái này, nếu mà có bể bánh xe gì bấm cái này á, cái người ta cứu mình luôn. Cái roadside người Mỹ, người ta hỏi mình có chuyện gì không, người ta để người ta cứu mình. Trong này mấy cái đèn này là màu trắng nè cả nhà. Cái này là LED nha, không có dễ gì hư đâu nha. Thì ở đây nó có để make up cho đàn bà, có đèn luôn, thấy không? Thì đàn bà muốn vô make up đi làm á, để hoặc là đi ăn tiệc các make up trong này luôn. Ok, xe này nó rất là đẹp nha cả nhà. Đó,
Selexis nha, bền lắm á cả nhà nha. Thì cả nhà ủng hộ Andy nha. Đó cả nhà, bây giờ mình cái tripod của mình ở trong này á. Đó mình có điện thoại, mình chạc không có cần để điện nha cả nhà. Đó rất là đẹp nha. Cả nhà, cái này bằng da nha cả nhà. Đó. Thì cả nhà lại mua xe mình nha. Nếu mà có câu hỏi gì hỏi Andy nha. Ở đây nó có bằng đêm, nó có heads up display nữa nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà đang chạy á, để mình để chữ D đi. Để mình show cho cả nhà xem. Bằng đêm á, nếu mà cả nhà lái xe á, cái trời tối á, thì ở trên này nó có cái heads up display á, nó sẽ thấy, cả nhà sẽ thấy nè, nó đây nè. Nó sẽ thấy trong cái kiến á. Cái kiến thấy không? Thấy cái kiến nó có đèn có chữ không? Cho nên kệ cái heads up display cái lỗ này á, nó để trong cái mai với nó chạy bằng đêm để mình thấy. Mình thấy bao nhiêu mai mình chạy trong cái kiến á. Nó kêu bằng heads up display. Đó, heads up display nè cả nhà. Bằng đêm á, ok. Thì nha, rất là đẹp nha. Cái này mình kéo xuống thì mình thấy ở ngoài sau có xe luôn. Nó có hai loại. Nó mở camera luôn nha cả nhà. Cái này mở camera luôn, cái này là SOS là an toàn nha. Bể bánh xe thôi nó cứu mình thôi, là chết máy chết điện cái gì nó cứu mình hết á nha. Đó, thì cho cái nhà xem luôn nè. Thấy không? Có mod Levinson có đầy đủ hết. Đó. Rất là đẹp nha cả nhà. Đó, điện á, điện nó kêu bằng ready là bắt đầu bạn chạy được á. Thấy không? Thì rất là êm nha cả nhà. Đó. Giờ mình tắt máy là cái này nè cả nhà, tắt máy, bấm cái này là tắt máy hết luôn. Đợi cái ghế mình chạy ra về sau. Đó, ở đây là cái pedal shift này chạy bằng số tay được nè cả nhà. Đó, rất là đẹp nha. Cái design của Lexus rất là sang trọng, rất là bền, rất là đẹp. Đó, thấy không? Thì cho cái nhà xem thôi, không có cái gì hết. Đó. Thì cái này là da nha, da với vải, cái này là kêu bằng suede á cả nhà. Nha, rất là đẹp nha, da thiệt nha, mềm lắm á cả nhà. Đó, cái này là nó có cái chân dài lazy boy nè, để mình thoải mái á. Ghế da có máy lạnh, có máy heat, rồi có đầy đủ hết. Cái này có lumbar support nè cả nhà, massage á. Ở đây thì có trong này có airbag, có hết luôn nè, để mà nếu mà mình bị đụng bằng cái ở ngoài đây á, thì cái airbag này nó cái bao nó banh ra để nó bảo vệ bên cái đầu cái mình ở bên tay trái của mình để mình khỏi bị thương. Đó, thấy không? Rất là đẹp. Rồi giờ mình đóng lại. Đó. Ở đây á thì mình khóa, bấm cái này á thì nó có chìa khóa ở trong cái mình á, mình bấm ở ngoài, mình đứng ngoài mình bấm cái này là khóa cửa, cái này là mở cửa. Cái này là mở cửa nè cả nhà, bấm này nó kéo cái này mở cửa nè, thấy không? Đóng lại, bấm cái này là khóa cửa, vậy thôi. Cái này cái build ở bên assembly ở bên Nhật là 100% luôn nha cả nhà. Cái xe này nó rất là đẹp nha. Đó, sang lắm á cả nhà ơi. Rất là sang nha. Đó. Rất là sang nha. Đó. Cái xe này hàng mới vô đó, hàng mới đó cả nhà. Mới ra. Cái này bằng nửa điện với hybrid nha cả nhà. Đó, giờ mình sẽ nói chuyện nha. Ở cả nhà ơi, mình nói nãy giờ cũng show chiếc xe này cũng 2024 Lexus RX 450 Hybrid với cái Plus là xe điện với xe hybrid đó cả nhà. Thì giá là 70 mấy ngàn. Nếu mà cả nhà muốn mua xe Lexus, bất cứ xe gì cũng được á, Lexus á, mình có bán xe cũ, xe mới, ES, LX, 600, cái gì cũng bán á. Mình làm nghề này 30 mấy năm rồi. Nếu mà cả nhà có câu hỏi gì á, làm ơn gọi số điện thoại của Andy đi, 626-988-3785. Một lần nữa, 626-988-3785. Cảm ơn cả nhà cho Andy show cái chiếc xe này cho câu hỏi nha. Nếu mà muốn mua xe Lexus á, làm ơn gọi Andy nha. Andy sẽ giúp cái giá rất là đặc biệt, bán giá rẻ. Kể Andy làm là cái thay đồ là Internet Manager. Bây giờ không muốn làm Desk Manager nữa, chỉ muốn làm bán xe cho quý vị ở Việt Nam, ở nước Mỹ. Đó, thì nếu mà ở nhà Cali hoặc là quận Cam gì á, có cho Andy một câu hỏi để là nói giá tiền bạc với mua chiếc xe rất là đẹp, rất là sang trọng. Thấy không? Thì cả nhà hiểu không? Thì cả nhà Andy sẽ giúp cả nhà tiền lời, bán giá rẻ
rồi xe mới, xe đẹp, xe an toàn, xe xe bền đó. Lexus rất là nổi tiếng, bây giờ là cái nhà nổi tiếng á đó. Đó, nổi tiếng á, mình nói thiệt á, xe Đức không có bằng xe Lexus đâu cả nhà. Xe Lexus nó xài lâu năm, nó không có hư, nó được giá trị lâu ngày, nó cũng còn giá trị, thì nó bền. Thì Lexus á, nó rất là, cái này điện là warranty cũng lâu lắm nha cả nhà, 100.000 mai luôn á. Thì nếu mà cả nhà có cái gì câu hỏi gì đó, gọi Andy nha, nhớ nha. Thì Andy làm cho Lexus Sorrento là owned by AutoNation đó cả nhà, mình là số 1 ở nước Mỹ nha. Mình ở đây hàng rất là nhiều, rất là nhiều. Kể gì mình là lớn nhất ở nước Mỹ, mình là hay nhất đó. Thì AutoNation là rất là bán một giá thôi, rất là rẻ, rất là có lý. Ok, nếu mà có cái gì rồi em, mình là Andy Ngô, mình làm Lexus Sorrento nha, cho mình câu hỏi nha cả nhà, để mình bán cho cái gia đình, cho cái nhà rất là vui vẻ với hạnh phúc nha, cho một chiếc xe nó chạy rất là vui. Ok, thì cả nhà, nếu mà cả nhà thích cái video này, Andy mới show cái nhà cái Lexus 2024 á, RX plug-in á, hybrid á, cái nhà chia sẻ cho đăng ký cho Andy nha. Cái Andy làm một cái YouTube này cũng là rất là mệt, rất là mồ hôi. Thì Andy cũng bán xe này cũng ba mấy năm rồi, vừa làm YouTube vừa làm bán bảo hiểm với bán xe. Kể cái nghề xe này bỏ không có được cả nhà ơi. Chỉ bán cho vui thôi, cho khách Việt Nam mình thôi. Đó, người Tàu cũng được, người Mỹ cũng được. Nếu mà cả nhà mà người Việt Nam không biết tiếng Mỹ, có gì gọi Andy, Andy nói tiếng Mỹ cho, hoặc là nói tiếng Quảng, nói tiếng Quan Thoại, hoặc là nói tiếng Việt Nam. Ok, thì cả nhà nhớ ủng hộ Andy nha. Nhớ có tí mà thích cái video này, cả nhà mình chia sẻ nguyên một chiếc xe Lexus này á, cả nhà bấm đăng ký, bấm cái chữ subscribe nha cả nhà, rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem với bạn bè của nhà xem nha. Thế giới ủng hộ Andy nha. Andy làm YouTube cũng khổ lắm á cả nhà, nhớ subscribe Andy nha, nhớ bấm cái chữ dài chữ đỏ hoặc là chữ trắng gì, nó cái chữ nó để subscribe, đăng ký cái chữ đặt subscribe và share cái video của Andy cho gia đình của nhà xem, bạn bè của nhà xem ở nước Mỹ nha. Nếu mà ở quận Cam, ở Cali á, Nam Cali á, muốn mua xe gọi Andy nha, miền Bắc Cali cũng được nữa. Thì Andy bán không có bán tiểu bang khác, nếu mà tiểu bang khác thì bán trả tiền mặt, nếu mà tiểu bang khác mà muốn mượn tiền thì mình công ty này nó không có bán cho tiểu bang khác mượn tiền, chỉ trả tiền mặt thì được đó. Thì nếu mà cái nhà muốn mua xe Lexus á, trước khi mua xe Đức hay mua xe gì á, suy nghĩ lại rất là rõ, để Lexus nó rất là nổi tiếng nha. Ở đây hàng nhiều lắm á cả nhà, mình đứng ở đây là cái storage luôn á, chỉ có storage thôi á đó, hàng nhiều lắm. Thì nếu mà có câu hỏi gì nhớ gọi Andy nha, Andy sẽ giúp cả nhà người Việt Nam mình rất là bán chiếc xe rất là hợp lý, với giá rất là rẻ, rất là vui. Cả nhà sẽ thoải mái để mua một chiếc xe để chạy cho lâu ngày, lâu năm. Ok, cảm ơn nhà nhà nha, cái video này cũng dài rồi. Hẹn cả nhà bữa nay đi ăn ăn trưa nha. Mình làm YouTube là mình làm bán xe, mình bán bảo hiểm, với mình làm YouTube để quay đồ Việt Nam của mình, phở hay là bún riêu mấy cái đó vậy đó. Thì cả nhà coi cái video này nhớ ủng hộ Andy nha, nhớ bấm cái chữ subscribe nha cả nhà, đăng ký cái chữ subscribe rồi share cái video của Andy cho gia đình của nhà xem nha, bạn bè của nhà xem nha. Thế giới ở Việt Nam ủng hộ Andy nha, Canada với bên Đức hay là nước Mỹ ủng hộ Andy nha, đăng ký cái chữ subscribe nha, rồi share cái video của Andy cho bạn bè của gia đình của nhà xem nha. Cảm ơn, nóng quá cả nhà ơi. Hẹn video tiếp theo bữa sau nha cả nhà, chào tạm biệt nha, cảm ơn cả nhà nha. I love you cả nhà, bye bye nha, bye bye. Tóc mình đẹp không cả nhà, tóc mình đẹp không đó, mình mới kêu con mình cắt cả nhà sơ sơ vậy thôi á, mình chưa đi tiệm á cả nhà nha. Nhớ nha cả nhà, ủng hộ Andy nha, đăng ký cái chữ subscribe và share cái video của Andy cho gia đình của nhà với bạn bè của nhà xem nha, ủng hộ nha, bấm cái chữ subscribe nha cả nhà. Alright, bye bye cả nhà, bye bye. Đó, đây là hàng đây nè cả nhà, rất là nhiều xe mới xe cũ có hết. Cái này chỉ cái storage thôi á, nó trong cái dealer nó có còn hàng nữa.
mình lớn nhất thế giới nha cả nhà. Thành phố đây là Sweden, để mình để cái địa chỉ xuống, địa chỉ xuống rồi cái nhà lại kiếm Andy hoặc là gọi Andy để mua xe. Ok, nhớ nha, mình để cái địa chỉ xuống rồi mình để điện thoại xuống. Cell phone của Andy là 626-988-3785. Cảm ơn, chào tạm biệt nha. Hẹn video tiếp theo. Bye bye cả nhà. I love you. Bye bye. Bye bye.